Aiyoh! Thế bây giờ sẽ thì tôi đang tập về. Chị bảo lúc đấy đi luôn anh. Hoa hoa hả? Còn lúc đấy chị thấy hoa hải cho luôn rồi. Em nghe bảo đi đâu này chạy đi chị ông à. Hoa hải nó bây giờ chị nè. Hoa hải người ta chỉ cho mà. Chị nặng mà. Cô tí tôi tu hoa hử về đây cái tao tắm đôi kia. Sẽ tắm đôi kia hoa kia chạm chế cầu cho thì tao hoa kia của nhà. Tắm khả phô sai cơ. Hoa hữu đi chà. À trời. Đi bông bảo cái bông trai. Ờ trai cơ đầy phạt rồi nè. Cậu tôi tiền khải tân thì. Cái nó thì được gọi một khải tân. Cái lúc đấy bông trai thì tặng cho một cháu. Bông trai lại rộng của rộng lọ. Chị cháu hát xích hát xí. Thầu tên là ta có thể tay. Chị cháu lại tiền. Nên bố lờ mới đi chung cơ. Thầu tên là ta bố lấy tiền. À mà trai mà sai này là cần. Ờ nên sao là. Nó ta nên sẽ tập bếch xong. Nó được quốc kia của nhà. Cô đã lúc đấy có quốc hữu nào không. Quốc hữu chỉ thấy chỉ hữu có. Thế chỉ có yêu tao hữu chỉ phút nào bếch xong cho này sai cái bộ kênh nhá chị tên kia. Ôi chồng tôi tao biết rồi thì nó lại đưa tôi nhá là nó bảo con trai được tiền. Nên tôi nói chuyện này cái chuyện cái tôi biết tôi có ra tôi bây giờ chuyện tiền. Vì nó có những đoạn tôi nói tiền vay cho của tôi nó nọ như thế. Nó thì có những tôi hỏi tôi có sao tao quá hận chị lấy tiền là quá hận cơ. Ờ quá hận cái tiền quá hận nó chứ quá hận nhất thiết là quá hận. Cái gì ta đang tôi phải nó cũng bao quá khứ đó của tôi. Đúng thế đấy nên khi chị ta có nói gì. Tên bên này cũng được lấy về phong phong trong hải lên. Đúng rồi, tên bên này. Nên chị chơi xong thì cái tên bên này ta là nâu sẽ làm thế. Nên chú hát xịt tìm. Nhìn là xịt tìm. Chị chơi xong cao, chị chơi xong tiếng ta. Chị chỉ có về tao cái tìm luôn cầu xử. Ok, đấy là chị chơi cho đấy. Nhìn là bên chị này thì nó sẽ bay vào được dạng rồi đấy. Mẹ mẹ xe xe này mà ua đã chỉ tới tổng nọ nè. Bây giờ chỉ năng ít dụt gió nhảy có. Chỉ xe giả. Xe giả đây ua chả tới tổng nọ. Ồ, yên là yên cứ bảo trẻ. Ta chỉ có dụt ra yên là ta thở yên là ta chẳng nọ trọng. Ta thông hồn tâm tạo yên là chỉ xài khiệp. Ờ, yên là. Online.
Okay, cực tí hồi ấy.